có thể giới thiệu qua về bản thân mình được không? Em là Phương, em ở Hà Lan ạ. Hiện tại em đang học Đại học Phương Đông ạ. Phương ơi, ngày hôm nay thì Phương đến Nha Khoa Quốc tế Sơn La để sử dụng dịch vụ gì? Dạ, hôm nay mình đến đây để sử dụng dịch vụ tẩy trắng răng ạ. Dạ, em qua một người quen giới thiệu ạ. Trước khi tẩy trắng răng thì tình trạng răng của em khá là nặng ạ. Hơi ố vàng ạ. Cảm giác mình mất tự tin khi cười ạ. Phương ơi, trong quá trình tẩy trắng răng thì Phương có thấy ê buốt hay là đau răng không? Có hơi một chút ạ. Cái quá trình tẩy trắng răng đấy thì theo Phương thấy có lâu không? Khoảng bao nhiêu lâu? Tầm 10-15 phút thì dạ, trước khi tẩy trắng răng thì em được bác sĩ tư vấn rất kỹ càng. Dạ, trong cùng khoảng một tuần đầu thì em không nên uống cà phê và trà. Rồi. Và ăn các đồ ăn có màu ấy ạ. Rồi thì sau khi tẩy trắng răng thì tôi thấy cái độ trắng của răng mình nó đã tốt hơn chưa? Xin mời để giới thiệu qua một chút. Dạ, em cũng khá là hài lòng. So với lúc trước thì cũng trắng hơn rất nhiều.